Thế thì bây giờ tại sao lại đặt ra vấn đề này? Thì số lượng bệnh nhân đái tháo đường đến khám bác sĩ tim mạch có thể còn nhiều hơn đến khám bác sĩ nội tiết. Nên là theo một nghiên cứu, ở những bệnh nhân ngoại trú, số bệnh nhân đái tháo đường đến khám bác sĩ tim mạch gấp 3 lần đến khám bác sĩ nội tiết. Đấy là bị đái tháo đường không thôi nhé. Còn đái tháo đường mà kèm theo người ta biết một tí tim mạch thì lại gấp 5 lần đến khám bác sĩ nội tiết. Tóm lại là một cái bệnh nhân đái tháo đường khó hơi một chút tim mạch thì người ta tìm đến bác sĩ tim mạch chứ không phải là tìm đến bác sĩ nội tiết. Đấy là rất rõ. Và bệnh nhân đái tháo đường chết là gì? Chủ yếu là do tim mạch. Thế thôi, cái này thì cũng không nói nhiều nữa để chúng ta không cần đi nhiều. Thông điệp thứ ba là khi điều trị tốt đái tháo đường giúp ích cho chúng ta giảm các cái biến cố tim mạch nói chung và tất cả các biến cố khác nói chung và biến cố tim mạch nói riêng, thì cũng đã trong nghiên cứu UKPDS 35 cái chuyện này nói rất rõ là cứ cứ giảm ra rồi tính sau. Đấy thì đấy là rất là rõ. Nhưng lại một cái nữa nó rất rõ là loay hoay điều trị mãi, nghiên cứu mãi cuối cùng thấy rằng là cái việc của chúng ta điều trị đái, sở dĩ tại sao UKPDS nó giảm thế là vì cái thời đấy nghiên cứu là điều trị rất sớm và điều trị lại so sánh với không điều trị thì đương nhiên nó giảm được là tốt rồi. Thế bây giờ vấn đề số 2 là thế thì bệnh nhân đái tháo đường lâu rồi điều trị giảm tiếp có tốt hay không? Thì thấy nhỉ, lâu quá điều trị bằng cái thuốc kinh điển không giảm được tiếp các cái biến cố tim mạch thì đấy là một trong những cái thông điệp tiếp mà chúng ta đều biết. Thì đây là cái mà bác sĩ chúng ta phải biết và cũng chính là trả lời cho câu hỏi số 1 mà một số bạn đã nhầm. Đái tháo đường type 1 liên quan cái việc là hỏng cái tế bào tụy thường do bệnh tự miễn. Do đó cho nên nó làm sao? Nó không tiết được ra insulin và phải dùng insulin thay thế. Cơ chế thì rõ rồi. Thế đái tháo đường type 2 thì cơ chế chính là gì? Là một tập hợp các cơ chế trong đó giảm cái hiệu quả của cái incretin và giảm cái chuyện mà ảnh hưởng tới cái chuyện là hấp thu carbon hydrate qua tế bào ruột. Thì từ cái chuyện là giảm cái hiệu quả của incretin chúng ta sẽ thấy nó kích thích ở đến ảnh hưởng đến tế bào tụy hoặc là đến não thần kinh trung ương, nó có những cái cơ chế thần kinh trung ương để nó đưa ra tín hiệu đến tụy làm cho tụy chúng ta rối loạn cái tiết ra insulin, làm cho tụy chúng ta lại tăng cái tiết glucagon vân vân ở đấy. Và đặc biệt là hai cơ chế nữa rất quan trọng liên quan tới tất cả một loạt các cái thuốc sau này điều trị là giảm cái, một thứ nhất là làm giảm cái ngưỡng mà cái đề kháng insulin tự nhiên nó bị tăng làm cho chúng ta là giảm được cái hấp thu của các cái gluco vào các cái tế bào của các cơ quan, nhưng mà trong đó ba cơ quan quan trọng nhất là cơ vân, thứ hai là gan và thứ ba là một số các cái tế bào khác ở các cái mạch máu và mô mỡ. Thì ba cái đấy là rất quan trọng. Cuối cùng là một loạt nó ảnh hưởng tới cái chuyện là tăng cái đường huyết, thì đấy là cái cơ chế tập hợp. Thế do cho nên là cái cơ chế của đái tháo đường type 2 nó là tập hợp một loạt các cái tín hiệu khác nhau. Thứ nhất là cái giảm hiệu ứng của incretin là từ cái ruột chúng ta biết cái kết đã. Thứ hai là khi bệnh nhân béo phì và tăng sức đề kháng insulin rất rõ rồi, tăng tái hấp thu glucose tại thận, giảm sử dụng glucose tại các cái tế bào ngoại biên, đặc biệt tế bào cơ vân, rối loạn các chức năng thần kinh nó đưa ra các cái tín hiệu, nhất là các cái liên quan đến cái thần kinh giao cảm, tăng tân tạo glucose tại gan và đặc biệt là các cái tín hiệu này nó cũng ảnh hưởng tới tụy một cách gián tiếp ở đây chứ không phải là trực tiếp như kiểu là hỏng tế bào tụy ở cái đái tháo đường type 1 đâu. Là gì? Chúng ta đã biết là tế bào tụy có hai cái nhóm đạo chính là nhóm tế bào tụy nội tiết đấy nhé, là tế bào beta là tiết ra insulin và tế bào alpha là tiết ra glucagon. Hai cái cơ chế nó ngược nhau. Insulin thì chúng ta biết là để làm giảm đường máu, ai cũng biết rồi, glucagon làm tăng đường máu. Nên nếu chúng ta biết là điều hòa của cái cân bằng đường trong cơ thể chúng ta thì cái thằng làm giảm đường máu thì chỉ có là insulin thôi, các cái hormone thể dịch ấy, nhưng cái thằng tăng đường máu thì không chỉ có glucagon, nó có một loạt các cái chất khác, ví dụ như cả các cái catecholamine rồi các hormone tuyến giáp vân vân, nó đều có thể kích thích để làm tăng cái đường máu của chúng ta. Đấy là chúng ta có hai cái làm cho nó phải cân bằng nhau trong cái điều trị đó. Cho nên là các cái thuốc điều trị nó sẽ đánh vào các cái nhóm khác nhau trong cái việc mà chúng ta điều trị, ví dụ như là các cái thuốc đồng vận SGLT1 hoặc là ức chế DPP4 thì rõ ràng nó đánh vào mấy cái con đường, tức là ảnh hưởng cái hiệu ứng incretin, nó làm cho chúng ta là tăng tiết insulin ở tế bào tụy hoặc là làm cho giảm tiết cái glucagon ở các cái tế bào tụy vân vân. Ví dụ như thuốc ức chế SGLT2 chẳng hạn thì nó sẽ làm giảm các cái hấp thu của ở trong thận, của đường ở trong cái thận chúng tôi sẽ nói kỹ sau. Nhưng mà một loạt các cái thuốc là TGD, metformin hoặc là kể cả các cái đồng vận với GLP-1 thì nó có mặt cái
cái thụ thể nó có ở nhiều nơi. Do đó khi mà chúng ta các cái thuốc nó đánh vào cái nhóm này thì nó làm, một là giảm cái mức đề kháng insulin xuống để cho cái tác động của insulin nó có hiệu quả hơn. Hai là nó tăng cái hấp thu đường vào trong các tế bào, đặc biệt là tế bào cơ vân, để khi đó là cho nó giảm được cái đường máu. Do cho nên chúng ta có thể giải quyết một loạt các cái cơ chế thông qua các con đường như vậy. Thì bác sĩ tim mạch chúng ta cần phải biết cái chuyện đó để chúng ta hiểu được là dùng thuốc gì, ra làm sao, như thế nào. Thế thì nửa thế kỷ của thuốc điều trị tăng huyết áp đái tháo đường, chúng ta biết là tăng huyết áp mấy chục năm trước phát triển thịnh vượng, nhưng 20 năm vừa rồi không có thuốc nào mới thêm ngoài cái thuốc ức chế renin inhibitor, cái ức chế trực tiếp renin, kể cả cái thuốc ức chế thụ thể angiotensin nó đã cũng ra đời cách đây hơn 20 năm rồi. Nhưng đái tháo đường lại có một con đường gian truân rất dài, qua mấy chục năm, 50 năm hầu như không có gì, qua 30 năm trước đó, sau đó 20 năm vừa qua thì bùng nổ hàng loạt các cái thuốc mới ra đời và nó thay đổi hoàn toàn bộ mặt điều trị, thay đổi chóng mặt, thay đổi đến mức độ mà cách đây một năm thì ai mà một bệnh nhân đến với chúng ta bị cái bệnh đái tháo đường có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch của chúng ta lựa chọn một cái thuốc mới chẳng hạn thì chúng ta bị chỉ trích đấy là sai so với khuyến cáo. Nhưng đến giờ phút này nếu bạn không đưa cái đấy thì bạn lại là sai. Đấy là nó thấy, chúng ta thấy nó sự thay đổi khác biệt như vậy. Thế thì quay trở lại là bác sĩ tim mạch cần phải biết vũ khí trong tay chúng ta là các thuốc uống điều trị đái tháo đường. Thuốc tiêm tôi không nói ở đây nữa vì thuốc tiêm nó là một cái dễ hiểu rồi. Chúng ta học về insulin trong đái tháo đường tiếp 1 là thay thế đái tháo đường tiếp 2 là khi nào và làm sao thì học hàng ngày chúng ta đều phải biết. Chúng tôi không đi quá sâu vào đây. Đặc biệt là trong điều trị những trường hợp cấp cứu với bệnh lý tim mạch bắt buộc phải dùng insulin, trong trường hợp điều trị nền hoặc là trong trường hợp khác thì chúng ta vẫn cần phải điều trị. Nhưng bác sĩ tim mạch chúng ta hàng ngày kê đơn cho bệnh nhân tim mạch thì chúng ta phải sử dụng thành thạo các thuốc uống, trong đó đặc biệt là các thuốc uống nhóm mới. Kinh điển thì vẫn là cái metformin là không thể thiếu được, thần thánh, và cho đến năm vừa rồi nó mới bị giảm vai trò một chút, giảm chứ không mất đâu nhé. Nó giảm chứ không mất vai trò, bởi vì nó ra đời từ rất lâu, một thuốc khá là rẻ tiền nhưng hiệu quả là chứng minh trong các cái nghiên cứu từ ban đầu là giảm được các nguy cơ tim mạch, đấy là rất quan trọng. Thì cơ chế chính của metformin là gì? Tăng sử dụng gluco trong các cái mô, đặc biệt là các cái mô cơ vân vân. Thứ hai là giảm sản xuất gluco ở gan, và cuối cùng cả hai cái cơ chế đấy dẫn tới là có thể giảm được đường huyết. Nhưng còn qua khi chuyển hóa qua cái cơ chế đấy, chúng ta đã biết là nếu chúng ta học về chuyển hóa gluco, những con đường chuyển hóa gluco là gì? Ăn uống hấp thu vào gan huyết tổng hợp. Nhưng cái thứ hai là chuyển hóa từ chính các cái chất khác sang, trong đó đặc biệt là từ mỡ nó chuyển hóa qua đó, và thứ hai là từ kể cả cái protein cũng chuyển hóa qua đường trong những trường hợp cần thiết nếu mà khi chúng ta thiếu, và ngược lại. Thế thì cái cơ chế của metformin nó tăng sử dụng gluco và giảm sản xuất gluco tại gan, tăng sử dụng gluco tại các cái mô ngoại biên, và cuối cùng dẫn tới giảm đường máu. Thứ hai là nhóm sulfonylurea, thì cái này khi nó ra đời nó cũng đã được gặt hái thành công rực rỡ, bởi vì thực tế là một trong cái thuốc giảm đường máu, nói thực ra bây giờ bản thân tôi vẫn dùng cho một số bệnh nhân rất tốt, nó vẫn là rẻ tiền, vẫn giảm được đường huyết một cách khá là mạnh chứ không nhẹ đâu, khá là mạnh để kiểm soát được đường huyết. Nói rời nói bể gì thì khi chúng ta điều trị một cái bệnh nhân giảm đường máu cũng như điều trị tăng huyết áp, chúng ta cứ bảo tôi điều trị cho bác nhưng mà thấy con số huyết áp chưa giảm thì người ta cũng không tin bác sĩ, cho điều trị mà cái đường máu chưa giảm cũng không tin bác sĩ. Còn sau đó nghệ thuật của bác sĩ giỏi hơn là gì? Sử dụng cái vũ khí đấy vừa giảm được đường máu lại vừa làm được những lợi ích khác, thì chúng ta lại bàn tiếp. Thì theo trình tự thời gian, thế hệ 1, thế hệ 2, thế hệ 3 với các cái tên thuốc ở trên không nhắc lại nữa. Đặc biệt là hiện nay trên thương trường chúng ta chỉ còn dùng là mấy cái loại sau là Glycrasis và thứ hai là Rimepirid, được coi như là thuốc thế hệ 3 với cái sulfonylurea là một cái thuốc thần thánh như vậy. Thế cơ chế của nó là gì? Cơ chế của nó là tăng kích thích tụy để tiết cái insulin, thì sulfonylurea có tác dụng là thông qua cái kênh trao đổi với kali làm cho canxi nó chạy vào trong cái tế bào của tụy mà nó kích thích để tăng tiết insulin ra và như vậy. Nhưng cứ dùng mãi thì chúng ta thấy là tụy nó cũng không phải là cứ sản xuất mãi được. Hai nữa là cái cơ chế của cái đái tháo đường tiếp 2 nó không chỉ là cái thiếu hụt insulin tương đối như trước đây chúng ta được biết, mà một loạt cơ chế khác còn quan trọng hơn là tăng cường cái tái hấp thu, rồi tăng cường cái giảm cái ngưỡng của cái insulin, rồi đặc biệt giảm và các cái hấp thu, tăng cường đào thải qua thận, thì đấy là một loạt các cái vấn đề mà chúng ta cần nghĩ tới. Do cho nên một mình insulin không đủ, thậm chí nó cứ làm cho cạn kiệt cái nguồn sản xuất insulin ở
tụy, và trong trường mực nào đó nó sẽ dẫn tới cái hiện tượng là trơ hoặc là một số các cái tác dụng phụ khác. Thế còn TZD thì cơ chế tác dụng như thế nào? TZD thì cơ chế tác dụng lại cũng chủ yếu của nó là qua cái con đường làm giảm cái sức đề kháng của insulin trong cái cơ thể, đặc biệt là ở các cái tế bào mô cơ cũng như là ở các cái mô mỡ và mô gan của chúng ta, xin lỗi, mô mỡ và mô gan của chúng ta, để cuối cùng là cái chúng ta là làm có cái cơ chế này, ví dụ như là làm tăng cường cái tiêu hủy ở cái gluco ở cái mô gan, tăng cường cái chuyện là của cái tế bào nó không chuyển hóa thành các cái đường vân vân, và nhưng cái chính của nó là cái tăng cái ngưỡng, xin lỗi, làm giảm cái sức đề kháng của insulin, chứ nó không làm tăng cái sức đề kháng của insulin thông qua cái con đường gọi là pipa gamma, chúng ta biết là như vậy. Thì chúng ta làm cơ chế tác dụng của TZD rất là rõ. Thế còn cơ chế tác dụng của cái nhóm thuốc tiếp theo là nhóm ancarbon, hay chúng ta có trên thị trường hiện nay cái thuốc sử dụng ra là glucobay, là cái ức chế cái alpha glucosidase ở cái ruột của chúng ta, để làm cho nó tranh chấp cái đó, làm cho chúng ta là không hấp thu được cái gluco qua đường ruột nhiều, là do đó cho nên để cái thuốc này chúng ta cũng là có một trong những cái cơ chế như vậy. Chúng ta thấy có rất nhiều các cơ chế mà người ta áp dụng, đặc biệt mới gần đây nhất là thuốc ức chế cái gọi là dipeptidin peptidase 4, gọi là DPP4 mà chúng ta hay dùng đấy. Là thì chúng ta cái cơ chế của nó là như gì? Khi chúng ta ruột chúng ta chén no xong thì nó kích thích bài tiết là GLP-1 và chúng ta dựa được của cái thức ăn như thế, cho đó cho nên là thế dẫn tới là tăng tiết insulin từ cái tế bào beta của tụy, giảm cảm giác no, giảm cảm giác ngon miệng. Thì đây chẳng qua là cái cơ chế điều hòa bình thường của cơ thể của chúng ta thôi, giảm sản xuất gluco tại gan và làm cho cái giảm cảm giác cái chậm cái đói, nghĩa là cái cảm giác dạ dày chúng ta đầy nó không rỗng nữa, thì không làm cho người ta ăn. Thế thì cái thuốc ức chế DPP4 này thì cơ chế của nó là làm cho tăng cái hoạt tính của GLP-1 thông qua cái việc là ức chế cái men DPP4 như vậy, để làm có cái chuyện là tăng cái tiết là cái GLP-1 và GIP. Ở đây thì chúng ta chính cái đây là những cái thụ thể để làm cho nó tác động lên tụy, tế bào beta và cả tế bào alpha, để làm tụy là tăng tiết thêm cái insulin và cũng như là làm giảm tiết cái glucagon là cái chất mà gây tăng đường huyết như vậy, và nó còn tác động cái tín hiệu lên cái mô ngoại biên làm tăng thu nhận gluco và giảm sản xuất cái gluco tại gan, cuối cùng là giảm cái đường huyết của chúng ta. Thì đấy là cơ chế của tác dụng thuốc ức chế gọi là thụ thể DPP4. Thực ra DPP4 là cái thụ thể để nó ức chế để cái từ cái hệ thống tiêu hóa để nó tăng cái tín hiệu để chúng ta làm tăng cường cái tiết GLP-1 mà thôi. Mà chúng ta biết là do đó cho nên là sau đó người ta sản xuất ra một cái loại thuốc đường tiêm, tôi không nói đây là đang nói đường uống, là đồng vận GLP-1, nghĩa là giống cái GLP-1 để làm tăng các cái thụ thể ở các cái tế bào tụy, các tế bào cơ vân vân vân, để làm cũng làm tăng cường kích thích tiết ra insulin, giảm cái tiết ra glucagon, tăng cái hấp thu của gluco ngoại biên và giảm sản xuất gluco ở gan. Thì đấy là một cái cơ chế tổng hợp giúp cho nó giảm được đường huyết, và chúng ta thấy như vậy. Và cái nhóm thuốc mà chúng ta đề cập nhiều nhất tới trong ngày hôm nay thì chắc các bạn đều biết là ức chế gọi là gluco cái gọi là qua cái kênh SGLT2, có nghĩa là sodium gluco đấy, co-transport ở cái thụ thể số 2 trong ống thận gần của thận. Thì chúng ta biết là khi mà hàng ngày cái đường máu của chúng ta nó hấp thu, tái hấp thu lại khoảng 160g trong một ngày, khi đường nó liên tục ở trong máu mà nó sẽ lọc qua thận, nó thải qua đấy, nhưng mà đến cái ống thận gần thì nó hấp thu lại, trong đó là 90% nó sẽ hấp thu qua trở lại qua cái SGLT2 này, là cái thụ thể như vậy. Thì ở đây nếu mà bình thường như vậy thì nó sẽ tái hấp thu lại, nhưng mà cái thuốc này thì nó ức chế cái thụ thể SGLT2 này, làm cho đường nó không hấp thu trở lại thì nó sẽ đào thải ra. Tóm lại là thay vì hấp thu lại mỗi ngày nó thải ra khoảng 70g cho tới tận 130g nếu mà cái liều nó cao nhất, còn chúng ta uống nữa thì nó cũng không thải ra thêm đâu, vì cơ thể nó chỉ thải tối đa được khoảng như thế thôi, còn chưa kể là nó thận thiết nó có vấn đề thì chúng ta không thải được. Thế thì đấy, để chúng ta hiểu được cơ chế chung của các cái nhóm thuốc mà chúng ta thường dùng trong lâm sàng như vậy. Thế thì bây giờ hiểu được thế thì chúng ta phải hiểu được ưu điểm, nhược điểm và chi phí của nó là gì. Thì chúng ta đi sâu vào, thứ nhất là nhóm metformin thì kiểm soát đường huyết khá nhanh, hiệu quả, ít nguy cơ gây hạ đường huyết, trung tính với cân nặng, không làm tăng cân và giảm nguy cơ của bệnh tim mạch, nhất là bệnh nhân thừa cân trong nghiên cứu UKPDS.
nhưng có nhược điểm là gì? Có nguy cơ nhiễm toan, rối loạn tiêu hóa, không sử dụng được trong suy gan, suy thận, vân vân. Cái nhóm số 2 là nhóm SGLT2, ức chế SGLT2 thì kiểm soát đường huyết, không gây hạ đường máu và giảm cân nặng khá tốt, từ 2 đến 4 kg, giảm nguy cơ suy tim, biệt là được hiện nay được chứng minh là giảm các cái biến cố tim mạch. Thì cái bài này thầy Quang sẽ trình bày rất là kỹ. Nhờ đây chúng tôi muốn trình bày về đặc điểm của thuốc để chúng ta biết cách sử dụng. Nhưng mà khi mà tăng hơi những phần tiết niệu sinh dục, giảm thể tích tuần hoàn, nhất là trường hợp bệnh nhân đã suy tim thì đang dùng thuốc lợi tiểu huyết áp thấp thì hết sức quý, hoặc là quá gầy vì yếu mà chúng ta lại lựa chọn thuốc này thì cũng không phải là khôn ngoan lắm. Có nguy cơ nhiễm vasetone ở những cái bệnh nhân thiếu hụt insulin, ăn ít vân vân, có thể làm tăng gãy xương, nguy cơ cắt cụt chi ở một số nghiên cứu đối với canagliflozin, hoặc là chống chỉ định khi mức lọc cầu thận nhỏ hơn 60 với dapagliflozin, hoặc là 45 ml trên phút đối với empagliflozin. Thế nào ở những bệnh nhân suy tim nặng, suy gan nặng thì cũng không được dùng cái thuốc này, rất là rõ ràng như vậy rồi. Thế ức chế DPP4, trước khi ra đời của SGLT2 thì DPP4 là người ta kỳ vọng lắm, cái thằng này có thể phải chăng là giảm được các cái biến cố tim mạch. Nhưng khổ là nó rất nhiều ưu điểm, ví dụ ít hạ đường huyết, dùng rất là êm dịu, dung nạp tốt, không ảnh hưởng đến cân nặng, không ảnh hưởng đến tim mạch, nhưng lại cũng không cải thiện được nguy cơ tim mạch. Nhưng ở một số bệnh nhân suy tim thì sasagliptin chúng ta biết là trong nghiên cứu là không được sử dụng. Do cho nên thuốc này nó vẫn có những ưu điểm nhất định khi mà chúng ta cần khống chế bệnh nhân hạ đường huyết trong một số trường hợp bệnh nhân nhất định. Còn SU là supernure, lẽ ra tôi phải trình bày theo các cái trình tự là metformin rồi SU, nhưng đây chúng tôi muốn trình bày theo cái trình tự là các cái lợi ích của nó trước. Thì kiểm soát đường huyết rất nhanh và tốt, phải nói thực như thế. Nhưng mà giảm các cái biến cố mạch máu nhỏ trong qua một số nghiên cứu, nhưng không giảm được biến cố tim mạch lớn. Nhưng cái này thì cực kỳ là không hay đối với bác sĩ. Bản thân chúng tôi dùng hai cái không hay, một là tỷ lệ bệnh nhân bị hạ đường huyết nhiều quá, có trường hợp là dùng xong cái này là đứng dậy gáy ngã quay đơ ra hoặc là đói. Thứ hai là gây ra tỷ lệ tăng cân cao nhất. Do đó cho nên cũng đấy là một trong cái câu hỏi mà chúng tôi cũng đã hỏi chúng ta trong cái vote. Tuyết đi cũng là một cái thuốc rất nhiều ưu điểm, không hạ đường huyết, tác dụng là khá là tốt và cải thiện độ nhạy cảm insulin, thậm chí còn giảm được cái triglyceride và tăng HDLC vân vân. Nhưng cái này có một cái dở là trong một cái nghiên cứu nó tăng giữ nước, và nhất là những bệnh nhân suy tim dẫn tới có thể rất là một số các nguy cơ rất là trầm trọng trong trường hợp đấy. Còn thuốc ức chế alpha glucosidase là cái thuốc mà ức chế của cái hấp thu của các cái đường ở qua đường tiêu hóa đấy, thì chúng ta thấy rằng là hiệu quả hạ đường huyết thì lại khiêm tốn, có rối loạn tiêu hóa vân vân, nó có thể gây ra ở những bệnh nhân có bệnh lý ruột thì chúng ta như vậy. Do cho nên là chúng ta phải biết được từng các cái thuốc ưu nhược điểm để chúng ta có thể có quyền chúng ta lựa chọn. Chúng ta không phải là thuốc nào nó có bỏ đi, không phải thuốc nào nó cũng hoàn toàn là cứ chỉ nó mà dùng, để chúng ta thấy là khi chúng ta biết như thế chúng ta có thể là phối hợp để chúng ta dùng nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Thế thì đấy là cái phần đề về thuốc, chúng tôi xin nói sâu như thế là bác sĩ tim mạch chúng ta học, chúng ta phải hiểu về cái đó. Số 2 là hiểu rồi thì chúng ta xem các khuyến cáo dùng như thế nào. Ở đây chúng tôi chỉ nói là lược sử theo thời gian cái viện điều trị. Đầu tiên chúng ta cái bước 1 ngày xưa theo cái trình tự thời gian, cái đoạn đầu thì điều trị giống như điều trị tăng huyết áp, là mục tiêu của nó làm sao hạ được đường máu xuống. Thế thì mục tiêu kiểm soát hạ đường máu thì theo cái khuyến cáo 2019 thì nó là thật là hợp lý khi chúng ta hạ đường huyết với cái đích là HbA1c nhỏ hơn 7. Tuy nhiên ở sau đó người ta có một câu thòng là có thể tùy thấp hơn ở một số đối tượng đặc biệt hoặc là cao hơn tùy theo cái tình cảnh của bệnh nhân. Nhưng mà cái câu hỏi chúng tôi là hợp lý là gì thì chúng ta vẫn phải lấy mốc là 7 thôi. Còn bạn nào trả lời là tùy bệnh nhân cũng không phải là sai, nhưng mà đây chúng ta đang trả lời là hợp lý là gì. Có thể cá thể hóa dựa trên từng bệnh nhân, có thể kiểm soát chặt hơn ở những cái bệnh nhân thời gian mắc đái tháo đường mới và kỳ vọng và sống còn dài, chưa có bệnh lý tim mạch thì chúng ta có thể khống chế nó thấp hơn, vân vân. Và chúng ta nhìn lại các cái thuốc trong cái nhóm thuốc của chúng ta thì chúng ta thấy là gì? Các cái mức độ giảm HbA1c, metformin và SU vẫn là những cái thuốc là giảm khá là mạnh, từ 1-2%, tương đối là khủng đấy. Còn các cái thuốc khác thì chúng ta thấy rằng là cũng rất là dao động thay đổi. SGLT2 thì cũng chừng mực nào đó cũng khá là dao động từ 0.8-2, cũng gần ngang ngang được với hai cái thuốc trên, để chúng ta thấy là như vậy, cái cách mà chúng ta như vậy. Chúng ta có nên phối hợp hay không? Thì cái câu trả lời và câu hỏi nó cũng đang dần thay đổi.
hiện nay đang dần dần giống như tăng huyết áp, trải qua quá trình 5 tháng này, lúc đầu tiên là dùng đơn cái không được, tăng gấp đôi, xong mãi sau mới phối hợp không được thì lại tăng tiếp lên rồi lại phối hợp tiếp. Bây giờ thì lại đến cái giai đoạn là phối hợp ngay từ đầu, kể cả bệnh nhân nguy cơ tăng huyết áp tương đối là chưa cao lắm và nguy cơ tim mạch có một chút là đã cho, chỉ trường hợp là yếu quá không dùng được thì mới dùng monotherapy. Thì câu hỏi đối với đái tháo đường có nên như thế hay không, hiện nay chưa đưa vào khuyến cáo, nhưng đa số các tác giả cũng bàn cãi chúng ta là nên phối hợp sớm để chúng ta khống chế được huyết áp, càng sớm càng tốt thì chúng ta giảm được nguy cơ. Thế thì đấy là giai đoạn 1. Đến giai đoạn 2 thì người ta lại thấy là không chỉ là giảm được đường huyết mà chúng ta nên giảm được nguy cơ hạ đường huyết, giảm được cân nặng và làm sao giảm được huyết áp, thì đấy mới là một cái thuốc tốt, không có bị nhiều. Thì cho đó cho nên chúng ta lại phải lựa chọn thuốc gì trong cái đó để nó giảm được cái đường huyết nhưng không gây ra tăng nguy cơ hạ đường huyết, không ra làm tăng cân nặng lên nhiều, và đặc biệt là không làm cái tăng cái nguy cơ tim mạch, thì đương nhiên thì chúng ta cần phải biết rồi. Thì đấy là một loạt các cái nghiên cứu cho thấy là các thuốc đái tháo đường thế hệ mới trong trường hợp nào đó là giảm được cái đó. Thế thì đến cái giai đoạn tiếp theo là không chỉ giảm đường huyết tốt, không làm tăng nguy cơ hạ đường huyết, giảm được huyết, không làm tăng huyết áp, giảm được cân nặng mà lại còn phải bảo vệ được tim mạch và thận, thì đấy là cái giai đoạn cuối cùng mà chúng ta, mục đích chúng ta nhắm tới. Muốn điều trị gì thì chúng ta cũng phải giảm được cái biến cố cuối cùng của bệnh nhân. Đấy là quan trọng, chứ không chỉ giảm được đường huyết và cũng không làm các cái biến cố kia. Thế thì do cho nên là chúng ta thấy rằng là các cái thuốc ra đời, một loạt các nghiên cứu mới ra đời, rồi một loạt các cái vấn đề khác chúng ta sẽ được nghe thầy Quang nói, và cái khuyến cáo nó cũng thay đổi theo thời gian. Đầu tiên là chỉ chú trọng vào để hạ đường, để giảm được đường huyết, nhưng đến bây giờ chú trọng của nó là phải giảm được các cái biến cố tim mạch, thì đấy là những các cái vấn đề mà chúng ta nói hết sức rõ ràng để chúng ta hiểu được. Thì 2019 ADA nghĩa là Hội Đái tháo đường Hoa Kỳ, người ta cũng phân ra làm hai dạng, một dạng là bệnh nhân đã có bệnh lý tim mạch, một dạng là bệnh nhân chưa có bệnh lý tim mạch. Ở dạng bệnh nhân có bệnh lý tim mạch thì nếu có bệnh lý tim mạch do xơ vữa thì người ta ưu tiên bệnh nhân dùng các cái thuốc là ức chế SGLT2 hoặc là thuốc đồng vận GLP-1. Nhưng khi mà bệnh nhân lại có xu hướng là tim mạch nhưng lại suy tim và thận nổi trội thì người ta nghiêng về cái dùng cái SGLT2 hơn, trong cái trường hợp mà để chúng ta thấy cái khuyến cáo như vậy. Đặc biệt là khuyến cáo của ADA và của cái hội đái tháo đường của châu Âu thì người ta cho phép là phối hợp thuốc sớm để làm giảm biến cố, thì đấy trả lời cho cái câu hỏi trên. Nhưng một cái quả bom bùng nổ nhất trong cái năm vừa rồi chính là của Hội Tim mạch châu Âu, để nó nói cho chúng ta lần đầu tiên metformin thần thánh không được đưa lên cái thuốc hàng một khi bệnh nhân đã có bệnh lý tim mạch hoặc bệnh nhân có nguy cơ cao bị bệnh lý tim mạch. Và đây cũng là chính là cái câu trả lời cho cái bệnh nhân nam giới 50 tuổi, một loạt các cái nguy cơ tim mạch thì đa yếu tố nguy cơ, thì cái việc chúng ta nếu chưa dùng thuốc gì bao giờ được phép chọn ngay là SGLT2 hoặc là cái đồng vận GLP-1 ở chúng ta monotherapy trước đã. Sau đó là chúng ta tùy tình huống là chúng ta có thể kết hợp với metformin. Đồ còn đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân đó nhưng lại trước đây đã được các bác sĩ cho metformin rồi thì chúng ta cũng lại phải cho thêm cái SGLT2 và hoặc là đồng vận GLP-1 vào đây để chúng ta điều trị. Thì đây là chúng ta thấy là bước tiến trong cái việc của chúng ta điều trị đái tháo đường ở những cái bệnh nhân có bệnh lý tim mạch. Thì cái này nó dựa trên một loạt các nghiên cứu mới ra đời thì mới thay đổi được khuyến cáo thôi. Thì cái này chúng tôi xin phép là không đi quá sâu vào trong cái trường hợp này. Ở đây chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh cái quan điểm của chúng ta hiện nay đã thay đổi hoàn toàn. Gặp một bệnh nhân nam giới ví dụ như tôi chẳng hạn, hơi thừa cân béo phì một chút rồi lại còn tăng huyết áp rồi còn hút thuốc lá, rồi gia đình có người bị bệnh tim mạch như vậy, lần đầu tiên vào một ông bác kia chẳng hạn, ông xét nghiệm tôi là bị đái tháo đường thì thuốc gì ông sẽ cho, thì lựa chọn ngay ông này mặc dù đái tháo đường mới phát hiện nhưng nguy cơ tim mạch của ông rất là cao, đa yếu tố nguy cơ tim mạch, tôi lựa chọn cho ông ngay một cái viên ức chế SGLT2. Đấy là một cái lựa chọn khôn ngoan, vừa giảm được cân nặng, vừa điều chỉnh đường máu tốt, không hạ là đường huyết, giảm được thêm chừng nào huyết áp và đặc biệt là lại giảm được cái cân cho người đấy, nó sẽ tốt hơn. Thì đấy là những cái lựa chọn khôn ngoan và đặc biệt là sẽ bảo vệ được các cái nguy cơ tim mạch sau này dựa trên một loạt các cái bằng chứng đã được chứng minh như vậy. Thế như vậy là để tóm tắt lại là gì? Chúng ta là thấy là gì? Quan điểm hiện nay là chuyển dịch từ điều trị hạ đường huyết sang giảm các cái biến cố tim mạch. Rõ ràng như vậy rồi. Và mô hình cũ của chúng ta là gì? Ông bị bệnh mạch máu do xơ vữa động mạch bất kể gì đến khám ông bác sĩ tim mạch. Ông bị đái tháo đường thì đến khám ông bác sĩ nội tiết.
Thế nhưng ngày nay nó không còn là như thế nữa, mà chúng ta bác sĩ tim mạch chúng ta phải khám cả bệnh nhân nội tiết và đến với chúng ta nhiều hơn. Thì một bệnh nhân đái tháo đường thì thường thèm có xơ vữa, ngược lại một bệnh nhân có xơ vữa thì cũng có thể đái tháo đường. Do đó đây là cái mô hình mà ông Rowan ông đưa ra đấy, chứ không phải là chúng tôi nghĩ ra đâu, gọi là bác sĩ tiêm tiết, gọi là diabetocardiologist. Đấy là cái mà chúng ta bắt buộc phải làm, và chúng ta không có cớ gì một bác sĩ tim mạch mà chúng ta không điều trị được một bệnh nhân có bệnh lý đái tháo đường. Thì đấy là cái mà chúng tôi muốn trình bày và kết thúc cái bài thứ nhất ở đây. Xin mời thầy Quang. Vâng, chúng ta có khiếu nại gì về các câu hỏi không ạ? Mà nếu không khiếu nại, nếu khiếu nại thì chúng tôi sẽ trả lời, còn nếu không khiếu nại thì thôi. Còn nếu chúng ta đọc trong ADA chúng ta thấy rõ là 11 nhóm thuốc điều trị đái tháo đường, nhưng mà trong đó có một số nhóm hay dùng, chúng ta đã bị lừa là nhóm hay dùng hay không hay dùng. Chúng ta có 11 nhóm thuốc.